Đấy, cái này mà nếu mà đấm vào đây thì chắc không vỡ được các bạn. Ok. Rồi, em xin phép là kết thúc cái video. Hello, xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với video của Sơn Sập Gỗ. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác về một dòng gỗ để giúp các bác nhận biết được gỗ hương ta. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong cái video này. Gỗ hương ta được gọi theo cái tên dân gian, có cái tên nước ngoài khoa học rất là dài dòng rắc rối, em không biết nên là em ghi vào màn hình để các bác xem. Có một cái điều nữa thú vị, đó là gỗ hương ta là một trong những dòng gỗ quý hiếm bậc nhất ở Việt Nam và cả thế giới nữa. Hiện nay thì gỗ hương đang được nhân rộng để mà trồng ở nhiều nơi các bác ạ, bởi vì độ quý hiếm của nó rất cứng, có thể là có giá trị cao về mặt kinh tế, vậy nên đang được nhân rộng để trồng để mà giúp cho các bác nhận biết được. Thì em sẽ quay chi tiết một cái sản phẩm, một cái cục gỗ hương ta ở đây để giúp các bác chi tiết về điều này nhá. Để các bác xem chi tiết điều này, xin mời các bác. Trước màn hình của các bác đây là gỗ hương ta các bác ạ. Đấy, thì đây là cái lục bình được tiện và mài theo cái phong cách là tự nhiên, theo cái chiều của cây gỗ, theo cái hình thù của cây gỗ. Thì cái gỗ hương ta này có đặc điểm nhận biết là như thế nào? Tổng quan ấy thì nó sẽ có màu đỏ hoặc là ngả vàng như thế này, tùy vào cái loại hương các bác nhá, hương đỏ, hương đá. Đấy, thì hương Gia Lai thế sẽ có những cái màu và đặc điểm nhận dạng khác nhau. Đó, thì cái cây gỗ hương này thì tạm thời mình sẽ nhận diện nó là màu tổng thể là màu đỏ và màu vàng nữa các bác ạ. Nhiều cây thì nó sẽ đỏ hơn, nhiều cây thì sẽ không đỏ bằng. Đó, thì tùy các bác nhé, tùy loại. Nó có nhiều nhóm nhỏ khác nhau ấy. Điểm thứ hai nữa là mình sẽ nhận biết bằng mùi. Thì gỗ hương nó sẽ có một cái mùi đặc trưng, vì bởi tên là gỗ hương nên là nó sẽ mùi khá là thơm. Thì bây giờ cũng khá là thơm. Đấy, nhưng mà có điều gì ạ? Thơm chủ yếu đây là mùi thơm với sơn, bởi vì sơn rồi. Đấy. Còn nếu mà lúc chưa thơm mới cây gỗ thô ấy, thì nó mùi rất là thơm. Tí nữa sẽ ra xem bác thợ ở ngoài kia thì bác ấy đang mài cái cục gỗ hương ở đấy nhá. Thì tí nữa ra đấy xem. Đấy, thứ hai nữa là cái vân. Vân của cây gỗ hương này thì thường nó rất là nổi và dân vân nó rất là mịn như này các bác này. Đấy, đặc điểm của gỗ Việt của chúng ta là vân nó đẹp thế này các bác này. Nếu so sánh với các loại gỗ Nam Phi ấy thì gỗ Việt này nó đẹp hơn rất là nhiều. Điều thứ tư nữa ấy, là nó rất là cái tom gỗ nó rất là nhỏ và cực kỳ mịn luôn các bác. Gỗ này gỗ Việt thì các bác biết rồi, mịn vô cùng luôn. Gần như là mình nhìn rất khó cái vân, nó chỉ lăm tăm ở đây thôi các bác ạ, chỉ lăm tăm ở đây thôi. Và thứ hai là vân gỗ thì nó tương tự như thế này các bác này. Đây vân này. Đẹp không? Nhìn vân thấy dã man không? Em quay tổng thể các bác xem. Vân nhìn này, cuộn lên này, chỗ này có nu này, chỗ này nu này các bác này, đấy, thấy không, đẹp nhìn đã không. Và cái điều mà thứ tư em sờ vào đây em cảm nhận được ấy, thứ nhất là cái chất nó rất là đanh, mình sờ vào cái này nó cảm giác chắc nịch luôn các bác ạ. Đấy, giống như các bác mà sờ vào cái gì chắc là các bác biết rồi, vừa sờ vào cái gì mềm là các bác biết rồi, đấy đúng không ạ, tay các bác cảm nhận được ngay, đấy nhá. Rồi. Đấy là cái đặc điểm nhận diện của gỗ hương như thế này. Đấy, em quay cái mặt này ra bác xem cái cây này. Đấy, khá là nặng, gỗ hương này nặng lắm các bác ạ. Em nghĩ là cái gỗ này thì nó sẽ rơi vào tầm một khối này sẽ rơi vào tầm 1.6 hoặc hơn, 1.6 hoặc hơn độ nặng của nó ấy. Có thể sẽ hơn. Ui vân này. Đấy, đây là cái bộ thứ nhất, cái cây thứ nhất, thứ hai mình ra kia xem cái mà chưa hoàn thiện ấy. Cái lúc mà mới bảo bào thì nó sẽ như thế nào. Cái này thứ hai đây các bác này, cùng một loại gỗ nhưng cái này thì nó đã đỏ hơn cái kia. Ví dụ sau này mình ấy thì mình sẽ tẩy đi cho nó trắng cho đẹp các bạn, trắng nó đẹp. Nhưng mà sau này nó đổ lại thì nó sẽ đổ lại màu đỏ như thế này. Đây này, đây là cái cục gốc các bạn. Ôi nhìn này, chỗ này nó đỏ, sau này nó đỏ như này các bạn này. Đấy, tổng quan. Nhưng có cái điều là cái này là chưa làm bóng gì hết nên là chưa nổi lên vân thôi. Chưa nổi lên vân thôi các bác. Làm bóng nhiều rồi và nó nổi rất là nhiều. Có đặc điểm cái vân thì nó mịn, thế nên là khi mình bào sơ sơ thế này này thì nó sẽ không nổi vân mà nó chỉ nổi những cái chỗ mà mình làm mịn thôi. Mà mịn thì nó sẽ nổi thôi.
và quan trọng nhất là khi mà mùi thế này này, để thô này này, thì mình ngửi ấy, nó sẽ mùi ra ngay. Các bác sẽ ngửi thấy mùi thơm cực luôn. Thơm lắm. Mùi đúng là mùi chất gỗ luôn đấy. Có nhiều bác bảo cây gỗ Cẩm Hồng nó mùi chua, nhưng mà cái cây gỗ này thì nó mùi gọi là đúng mùi hương luôn. Mùi như nước hoa, mà nó thoang thoảng nhẹ nhàng, rất cực kỳ hay. Cái hình thù cây này thì cũng gần tương đối với cây kia thôi, chứ nó không phải giống nhau. Nhưng mà cái này cũng có thể thành cặp được các bạn. Đấy, gỗ hương ta là như thế các bác nhé. Hương ta rất cứng. Đấy, cái này nếu mà đấm vào đây thì chắc không vỡ được các bạn. Ok. Rồi em xin phép là kết thúc cái video. Đấy, cái này nếu mà đấm vào đây thì chắc không vỡ được các bạn. Ok. Video của mình ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.